sản phẩm xe tải Kia K250L thùng kín 2,35 tấn. Sử dụng động cơ Hyundai D4CB, dung tích 2497cc. Phun nhiên liệu điện tử CRDI tiêu chuẩn Euro 4. Loại động cơ diesel, 4 xi lanh thẳng hàng. Hệ thống phun nhiên liệu phun trực tiếp điều khiển điện tử. Công suất cực đại 130 mã lực tại 3800 vòng 1 phút. Hệ thống tăng áp turbocharger intercooler. Kích thước tổng thể dài 6m, 6 rộng 1,85m, cao 2,555m. Kích thước khoang hàng dài 4,5m, rộng 1,7m, cao 1,67m. Tải trọng cho phép chở 2,35 tấn. Trang bị máy lạnh cabin, hệ thống trợ lực lái, hệ thống phanh trước phanh đĩa và trang bị hệ thống ABS, sau phanh tăng chống. Có trang bị hệ thống cân bằng điện tử ESC. Hệ thống cân bằng điện tử ESC ở phanh xe giúp xe đạt được sự ổn định, tránh bị mất lái, văng đuôi xe hay những tình huống lật xe khi thắng gấp, khúc cua. Phanh ABS là hệ thống chống bó phanh, hệ thống giúp cho bánh xe của phương tiện không bị bó cứng trong khi phanh, bánh xe không bị trượt dài trên mặt đường. Hệ thống ABS được phát minh bởi hãng Robert Bosch GmbH và hiện nay là một hệ thống bắt buộc của xe ở nhiều nước. Dung tích thùng nhiên liệu 65 lít. Hệ thống treo trước phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. Sau phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. Xe tải Kia K250L thùng kín là dòng tải nhỏ vận chuyển hàng hóa trọng nội thành của thành phố. Với thiết kế tinh tế, mạnh mẽ hiện đại của Kia Frontier K250L, cùng với trang bị động cơ Hyundai đạt tiêu chuẩn Euro 4, nên K250L là sự lựa chọn luôn được chú ý hàng đầu trọng phân khúc tải nhỏ. Trên xe được trang bị phanh ABS đảm bảo được an toàn cho người điều khiển. Khoang buồng lái rộng và đầy đủ tiện nghi tiện ích, giúp tài xế thoải mái nhất trên quãng đường di chuyển. Sản phẩm Kia K250L được nhà máy Thaco lắp ráp trên dây chuyền hiện đại. Xe được bảo hành bảo dưỡng trên toàn quốc, tại các đại lý ủy quyền của Thaco trên toàn quốc. Nội thất của xe tải 2 tấn 35 Thaco Kia K250L được thiết kế hoàn toàn mới, khoa học và ấn tượng. Gam màu xe tươi và không gian bên trong cabin rộng rãi, thoáng khí. Ghế ngồi cho 3 người có dây thắt an toàn, được bọc nỉ cao cấp giúp chống ẩm, thoáng khí và êm ái khi ngồi cả chặng đường dài. Kính chỉnh điện cùng cửa khóa trung tâm an toàn. Vô lăng gật gù điều chỉnh thích hợp với từng dáng người. Bảng điều khiển trung tâm tích hợp đầy đủ các nút chỉnh điều hòa, quạt gió cabin, USB, cổng Âu và hệ thống âm thanh radio thuận tiện với tầm tay phục vụ cho việc giải trí, nghe nhạc, đài FM. Cần gài số sàn 6 số tiến một số lùi thiết kế hợp lý, thuận tiện như xe du lịch. Cầu xe nhập khẩu từ Hàn Quốc và được sản xuất bởi tập đoàn Kia. Cầu lớn, dạng cùi thơm, có tỷ số chuyển tốt ra các bánh xe. Hệ thống nhíp gồm 2 tầng chịu trách nhiệm làm giảm chấn động mạnh khi xe di chuyển. Xe có kết cấu vững chắc nên xe có thể nâng đỡ khối lượng hàng cực lớn, ngoài sức tưởng tượng. Kết hợp